anh làm gì vậy? Sao anh đập con hổ của em? Mày bị ngu hả? Mày có thấy con hổ bông nào bị trước mắt không? Nó là ma đó. Anh bị khùng hả? Con thỏ nó có pin mà. Pin gì? Gì? Có pin hả? Thấy chưa? Hư luôn rồi nè.